Để hồi tưởng lại những tháng ngày tuyệt vời tại rap Việt của chúng ta, không quan tâm tới căn biệt thự hay là ngôi nhà dọc mái tôn. Ở đây có tình yêu thiệt bận vẫn cả thể hiện qua một cái ôm. Loan một màu sắc em gật gật, tôi đi vào anh đập bật bật bật. Vì anh biết em thành lật đật hay đời gặp anh chắc chắn chật vật. Wish I could say I was finally over you. Mọi người vui khi mời tụi em tới đây xong rồi mọi người hành hạ tụi em. Và các bạn thân mến, thử thách mà chương trình đưa ra cho hai người bạn của chúng ta đó chính là vừa hít đất vừa rap. Cái gì nãy không nói rồi. Anh biết sao? Trong kịch bản không có cái thử thách đó. Tại vì em nói anh mới nhớ ra là ừ ha. Thằng bé Yuru Bitboy nó rất thích hít đất. Ok. Anh có thích hít đất không? Có. Có không em? Có. Lo thì nó hít đất mỗi tối em mà. Em thấy rồi, em thấy cái này ra đấy chưa? Có đâu. Ok. Em phải khai thiệt với anh là kể từ khi mà bắt đầu thi chương trình rap Việt là em bỏ bê bản thân mình hơi nhiều. Nên không em mà như anh thấy là vẫn phải hết đất thôi em ơi, không cần phải nói giải thích cho anh nghe đâu nha. Bây giờ hai bạn muốn sao nè, bây giờ là một á là tụi mình sẽ cùng hết đất với nhau và cùng rap. Ok, anh hết với bọn em luôn. Không, anh không có hết, ý là mấy bạn này hết thôi, hay là hai bạn hết thôi. Yeah. Hiểu không? Hai là mỗi đứa hết một lượt xong rồi rap bài của mình. Ok. Sao? Thôi vậy chung cho vui. Chung ha. Chung cho vui. Chung các bạn ơi, bây giờ thì YouTube Boy cùng với lại Lo sẽ cùng hít đất và rap tặng cho các bạn nha. Ok. Hít giờ hít sao tại giờ. Đúng rồi. Cái này luôn hả? Ừ, mình dời ghế ra. Trời ơi, cái phim trường của mình vậy chứ làm được nhiều điều ví dụ đặc biệt lắm em. Ok ok luôn ạ. Chạy cũng được nữa mà. À, giờ mình rap bài gì, rap chung hả ta? Ừ. Ê, mình hít đất sao để cho thấy được hết nguyên người em ha. À. Hít từ đây đến đây ha. Mọi người. Đúng nghe. Đúng không? Nghe không thấy đâu phải giọng quá. Bây giờ em sẽ làm cái bài cipher của anh em mình, nhưng mà trong lúc hết thì em sẽ dùng vơ của em. Anh vẫn phải hết. Ờ thôi không chơi rồi. Rồi khi nào em xong vơ của em rồi tới anh. Ê, rồi bộ lũng củng quá luôn á. Anh cảm thấy là mình vừa có chị lựa chọn sai lầm rồi đó. Em không phải là bạn nữa rồi đó. Em không phải bạn anh rồi đó. Bây giờ thấy ý này hay á, là bây giờ Lo sẽ hát cái phần của Lo, sau Lo hát đất, sau đó thì Juno sẽ hát đất phần của Juno và Juno hát luôn. Ok, tách ra đi. Ok. Giống nhau. Tại vì tội nghiệp Juno lắm. Đúng rồi. Anh thấy vậy thôi chứ anh thương Juno lắm. Anh này anh cũng dễ sao lên rồi. Xỉu em. Dễ cao huyết áp lắm á. Ok, hết đi các em. Anh ngồi xe các em hết. Thứ ba em. Ba. Mình chiều mấy bạn lắm á nha. Một. Ok. Ok. Yep. Mọi người ơi, đứng lên để cùng tôi chiêm ngưỡng giây phút nhà vô địch được xứng. Để cùng nhau tay tay mặt hứng hở như nở đá hoa. Để hồi tưởng lại những tháng ngày tuyệt vời tại rap Việt của chúng ta, không quan tâm tới căn biệt thự hay là ngôi nhà dọc mái tôn. Ở đây có tình yêu thiệt bận vẫn cả thể hiện qua một cái ôm. Anh chưa đất kỳ không còn áp lực, anh em Siki không còn phải ốm. Và nếu như mọi người không ngại thì để em tặng cho mỗi người bây giờ một cái hôn. Đủ rồi đó. Đủ rồi. Đủ rồi. Ok, giơ tay. Đủ rồi. Em rap nữa là anh rap cũng lâu lắm. Anh Juno Bitboy rất là áp lực. Tại vì là anh Juno Bitboy không biết là mình có thể vượt qua. Em thấy không? Đây, theo như một cái sự gọi là chuyên nghiệp của sự hít đất, em thấy không? Người ta hít rất sát xuống dưới cái sàn. Anh rất mong là em cũng sẽ hít sát như vậy. Ok. Em mà hít sát tới đó là em sẽ nằm như đó luôn. Bây giờ sẽ là Juno Bitboy. Tuyệt vời. Dừng chân vòng 3 thì sao I'm good. Hip hop vẫn khiến mấy em quên lời luôn rồi. Hip hop vẫn chạy trong máu I'm good. Hip hop vẫn chạy trong máu I'm good. Đại diện rap viên đại diện rap viên actually tụi tao good. Flow một màu sắc em gật gật, tôi đi vào anh đập bật bật bật. Như tụi anh biết em thành lật đật hay đời gặp anh chắc chắn chật vật. Như tao nói đầy đủ găng tay áo giáp khi anh xuất hiện tụi em bay màu. Bên dọc nó anh lên show khoác lác như ngày anh ra tụi em thuộc lầu. You know, big boy, I'm the way up. Ok, vỗ tay, tuyệt vời. Anh cảm thấy rồi có lỗi với hai bạn nhưng không sao. Chúng ta đã vượt qua được thử thách này rồi. Hãy kéo ghế lại nào các em. Ok. Để anh coi mấy bạn để lại comment gì phía dưới. Giờ này sức khỏe em không tốt. Thở dốc nhiều quá. Bạn Miu Miu nói là cười xỉu ông Juno. Vũ Đức nói là trong đuối quá anh ơi. Pui. Anh quá. Anh bình thường là pui. Mà bây giờ là vui.